Em có thích anh không? Trả lời thật lòng. Em yêu hạnh phúc à. Em yêu hạnh phúc à. Anh sẽ mang em đến một cái chân trời mới. Where are the times gone, baby, it's all wrong. Where are the plans? Ai cho ăn anh tự độc ác. Ông Hoàng độc ác nhất nhưng mà em từng gặp Hoàng độc ác nhất nhưng mà em từng gặp. Ngày hôm nay chúng tôi sẽ gặp gỡ hai đội chơi vô cùng dễ thương và duyên dáng. Đội của em mang tên là yêu nữ. Đúng rồi, đẹp toàn yêu quái không? Không phải, có nghĩa là mình chỉ cần nghe cái chữ yêu nữ dễ hiểu là tụi em nhìn rất đáng yêu và rất xinh đẹp vậy thôi. Yêu nữ có nghĩa là đáng yêu và nữ tính, chứ không phải yêu nữ là yêu quái. Cả hai đó anh, nó trộn trộn. Yêu nữ có sức mê hoặc đó anh. À, sức mê hoặc, được, đẹp có quyền, muốn làm gì làm. Ướp gia vị mình hấp nó ra xong nó chín rồi mình sẽ tách nó ra. Chà bông á em, chà bông cá lóc á. Nhưng mà món mình đang làm là món gì? Món xôi tôm khô với lại chà bông cá lóc. Xôi hả? Cái này mình là sẽ làm cho nó khô lên. Rồi sau đó mình cho vào đây một ít nước mắm. À, cho nó đậm gia vị lên. Em xào. Chưa? Người ta mới xích qua chút xíu là ngã đổ tùm lum. Đàn ông gì mà không giữ lập trường. Nghe xào cái sợ. Điện, cứ tình tỉnh đi, có cần đổi chỗ không? Thôi được anh. Khi mà gần xong rồi thì mình sẽ cho một ít tỏi vô cho nó thơm. Không, nói gì nói mình phải nhìn nhận là một điều là đội bên đây quá đẹp. Đúng không? Đội bên đây quá đẹp, nhưng mà đẹp không phải là tất cả. Đúng rồi, nó ngọt cũng rất quốc. Đây là cách ăn sexy của người đẹp, nam em. Em nói giỡn thôi, nhưng mà cũng phải làm sao cho nó đúng chút xíu. Rồi, action. Cái này bị bệnh chứ sexy. Cái này làm như bị bệnh tự kỷ chứ sexy vậy. Bệnh chán ăn nhưng mà rất là ngon. Ngon em? Thiệt. Ngon sao? Nó rất là đầy đủ hương vị. Đúng rồi, đầy đủ. Nói chung là mình ăn, mình cảm nhận đầu tiên là cầm muỗng lên là không thể nào buông được. Trời ơi, em ráng đừng buông nha. Dạ. 2-3 húp. Em là một trong những người đẹp nói chuyện dễ thương nhất hiện nay đó. Anh nhìn nhận á. Dạ, em biết mà. Em biết hả? Dạ. Cảm ơn em đã ảo tưởng sức mạnh. Anh bắt đầu ngưỡng mộ tài năng của em. Từ nay trong từ điển người đẹp của anh sẽ có từ nam em. Đúng rồi mà cũng từ điển nó ít xài lắm. Dễ thương, xinh đẹp, nói chuyện vui, mắc cười. Dễ thương nhưng mà thương không có dễ đâu. Đúng rồi. Dễ thương mà thương không dễ. Ông nội tôi cũng dám thương. Thôi, đầu tiên mình cốt không ai mềm. Mình cho rượu Amerito vô ha. Rồi mình cho một lát nữa là này nữa mà. Đây là ngại gì nữa mà. Không biết gì luôn nè. Tiên hả, miệng ra tiên. Cơ ăn gần rồi. Ăn cực. Ăn chừng hả? Ăn đau khổ, sao ăn mà mặt đau khổ. Tại vì các em quen ăn ba cái đồ bình thường rồi. Các em chưa bao giờ ăn cái đồ Nhật. Các em không biết được thế nào là cái sự ngon và cái sự gọi là tinh túy trong từng món ăn. Hiểu không? Em hiểu không? Em hiểu, em ăn hết rồi. Này, Hoa Khôi nãy giờ có ăn đâu? Nãy giờ chưa ai phát hiện Hoa Khôi ăn. Hồi nãy anh đút rồi. Không có hình ảnh nào trên cái chương trình ngày hôm nay mình thấy được tôi đút hết trơn. Đúng rồi. Wow. Ngon không em? Cái thịt cá đuối dù là nó bị chi phối là bởi rau rồi bởi... Hãy dùng từ chính xác ra, chi phối là chính xác đó. Chứ anh là bị chi phối bởi em rồi đó. Nên cắt giùm em cho em cười cái được không? Mà ngon không? Khi mà cuốn với rau với bánh cá đuối á thì cá đuối lúc nào cũng nó không bị hòa quyện vào rau với bánh tráng. Chắc như là mình ăn vô mình vẫn cảm nhận được cái hương vị riêng của nó. À, tức là khi cuốn với rau khác nhiều mùi nhưng vẫn đặc trưng mùi cá đuối nữa nghe. Đúng, mà đặc hay quá là... anh nói đơn giản quá mà. Ôi, nhưng mà em tưởng đâu là cá đuối rất là dai chứ mà ăn thì thịt nó rất là mềm. Mà vị của nó rất là ngọt quyện á. Trời, tôi không nghĩ qua hậu lầy như vậy. Lầy dễ sợ. Cá. Cứ tưởng tượng đi,
gà đi lạc qua bên Úc và vườn nắm chơi, chơi không kịp về bị bắt nấu lẩu. Rồi bây giờ trong thời gian chờ nó sôi thì mình phải có một cái gì đó để giúp cho đội bạn ăn chung cho nó vui. Chứ thực ra mà có lẩu gì ăn hết bỏ uổng. Có một đoạn nhạc rất gọi là EDM chuẩn bị xuất hiện. Wow. Hiểu không? Nam em sẽ lùi ra nhảy trên nền nhạc đó. Nhảy mà mọi người ở đây vỗ tay nồng nhiệt là nam em bước vào thành công. Really? Chưa? Ok. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Mời bước ra trước bàn. Từ từ, im lặng, im lặng, im lặng. Im lặng, im lặng, im lặng. Dạ, kính thưa quý vị, ngày hôm nay chỉ vì lòng tham vô đế là cái bụng không có gì. Tại vì trước khi tham gia chương trình là nghĩ là sẽ được ăn cho nên là nhịn đói. Và hiện tại rất đói vì miếng cơm manh áo mà đành phải phục vụ cho quý vị một đoạn. Một đoạn nhạc EDM. Âm nhạc bắt đầu. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Thưa quý vị, đừng đánh giá chung nghệ sĩ chúng tôi là như vậy hết. Dạ, là lâu có một người thôi. Vô ăn, vô ăn. Múc cho anh em, múc cho anh em. Hai đứa đâu có nhảy đâu mà ăn. Trời ơi, đâu có. Hai đứa đâu có nhảy đâu mà ăn. Em vừa cổ vũ rồi, em ra đừng chết luôn. Có công có được thưởng. Khỏi luôn, khỏi luôn, khỏi luôn. Anh có trợ lý, anh có trợ lý. Vì sao gọi là bánh giò chay? Tại vì nó không có đồ mặn. Đồ mặn là đồ gì? Là không có thịt, không có gì sát xanh á. Cho miếng nước mắm vô. Không, cái này phải ăn với nước tương mới đúng. À quên, ăn chay. Trời ơi! Em hay quá, em giỏi quá. Hay quá em ơi. Em sinh ra là một chân lý. Anh không thể nào dùng một cái mỹ từ nào khác để miêu tả về em nữa. Em đáng lẽ phải xuất hiện cách đây 2000 năm trước công nguyên. Không, 65 triệu năm về trước em phải xuất hiện rồi. Để làm gì? Em phải cùng thời khủng long á. Có nghĩa là em là hàng hiếm phải không? Giờ nó mới xuất hiện đúng không? Đúng rồi. Em xuất hiện bị sai thời đại đó. Đúng rồi, đúng rồi. Cái gì vậy? Em nói đúng mà. Bánh giò mặn. Bánh tráng cuốn với lại cá đuối nước. Cưng ơi, nghệ đó ăn nó dính răng tẩy không có ra. Không, bậy, sai. Cái nghệ rất tốt. Đẹp da. Cái nghệ này là đẹp da nè. Dạ dày. Tốt cho bao tử nè. Đúng rồi đó. Mau lành vết thương nè. Đúng rồi. Em là ăn nhiều vô để khỏi bị cái đau bao tử trở lại, nghe chưa? Dạ. Em bị cái gì anh lo lắm, cái gì anh lo lắm. Sao chương trình này em sẽ bị giết. Ai ác vậy? Ai vậy?